Rằm còn gọi là ngày trung nguân, ngày báo hiếu, cũng là ngày tự tứ. Tự tứ tức là ngày Phật hoan hỷ. Với người Phật tử Việt Nam, nói báo hiếu thì dễ hiểu hơn, vì trong ngày này, tất cả những người con đều một lòng hướng về đứng sanh thành dưỡng dục của mình, và tùy theo hoàn cảnh, khả năng, thực hiện hiếu hạnh để đền đáp phần nào thâm ơn này. Vấn đề hiếu đạo trong nhà Phật phải được chúng ta hiểu và hành như thế nào? Thường trong kinh nói, hiếu là mẹ của tất cả các công đức, hiếu là đầu của tất cả các hạnh, hạnh hiếu là hạnh của Phật, đạo hiếu là đạo của Phật. Như vậy, dù chưa phải là người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ giới của Phật, nhưng biết hiếu đạo tức là chúng ta đã làm theo lời Phật dạy. Vì vậy, ở Việt Nam chúng ta, việc thống kê số lượng Phật tử khó có thể chính xác, bởi vì đạo dân tộc là đạo hiếu, mà đạo hiếu là đạo Phật. Hôm nay, chúng tôi nêu lên hai việc mà người Phật tử có thể thực hiện được trong vấn đề hiếu đạo. Thứ nhất là hiếu hạnh về phương diện hình thức vật chất. Đây là việc bổn phận mà tất cả những người con có cha có mẹ đều phải thực hiện. Mỗi người chúng ta đều có phúc nghiệp riêng, không ai giống ai. Trên đời này có những người dư giả kể từ hồi còn nằm nôi, có kẻ cả một đời dứt giả mà không tạo nên được một nóc nhà. Như vậy, làm sao trôi tròn được hiếu hạnh, làm sao tu tập được hiếu đạo? Do đó ở đây, tôi nêu lên cái tâm là trọng yếu, tùy theo tấm lòng của chúng ta. Trong nhà Phật thường dạy, tâm thành thì việc tốt. Tâm thành, dù một việc hết sức bình thường mà tác dụng, kết quả rất to lớn. Cho nên nói đến đạo Phật là nói đến tâm. Việc làm của người con Phật là căn cứ từ nơi tâm. Mọi sinh hoạt của chúng ta phải xuất phát từ tâm chân thành. Phật dạy nói lời gì, làm việc gì đều phải từ chân tâm. Lượng bao nhiêu cũng tốt, nhưng phẩm chất mới thật có giá trị. Nói tâm thì ai cũng có tâm, ai cũng là con người, ai cũng có nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, ai cũng có cha, có mẹ, có sự sống. Chúng ta ngồi đó ca tụng rằng mẹ sinh ra với bao nhiêu nhọc nhằn năm tháng nuôi nấng. Mẹ là cồn đảo của con, là sự bảo bọc, là sự sống, vân vân. Ca tụng chừng nào mới hết, bút mực nào tả được, chỉ có đem lòng thành, tùy theo hoàn cảnh, phúc báo của mình, theo đó mà trôi tròn hiếu đạo. Việc này ai cũng có thể làm được. Một điều hết sức hổ thẹn nếu chúng ta chỉ nói mà không làm được. Như vậy, chúng ta chỉ nói suông, không có giá trị. Điều này phải nên tránh xa. Có câu chuyện thế này. Một tu sĩ nọ muốn đi đến Tây Phương để tìm gặp Phật Tổ. Nhiều người biết được nên gửi gắm phẩm vật và những nguyện ước của họ cho tu sĩ, mong khi vị này đến được cảnh giới Tây Phương sẽ vì họ mà dâng lên cúng dường Phật Tổ. Nhưng đường dài gian khó, năm lụng tháng chạy, vị tu sĩ này quá mệt mỏi. Do đó nên ông quên và dứt bỏ hết những gì bạn hữu gửi gắm. Tuy nhiên, ông cũng đến được Tây Phương. Nhưng khi tới nơi, ông mới dở lẽ tất cả những vị gửi phẩm vật cúng dường đó đã đến hầu bên Phật hết rồi. Hỏi ra mới biết, ông đã dứt hết những phẩm vật do lòng chí thành của bạn hữu dâng cúng Phật. Do đó, vị tu sĩ này phải chịu quả báo, trở về lặng hụp ở chỗ bùn nhơ ẩm thấp để mò tìm những vật gì ông đã dứt đi. Cho nên, nói được thì phải làm được. Bằng không thì tốt hơn hết đừng nói. Mọi việc đều quý ở chỗ tâm thành. Phật nói, ai cũng có tâm hết, không ai mà không có tâm. Cũng giống như con người, của chúng ta có hơi thở, có sự sống, có quả tim. Có người hiểu quả tim đó là tâm, nhưng không phải. Tim đó là một khối thịt, nó chỉ hoạt động theo chức năng sinh học mà thôi. Còn tâm theo đạo Phật thì không hình không tướng, sẵn ở nơi ta mà cũng bàn bạc khắp nơi. Muốn trở về tâm trước tiên
ta phải nhận diện lại được nó. Đừng chạy ra bên ngoài, mà hãy nên xoay lại chính mình thì mới có thể nhận và sống được với tâm. Kết lại, chủ yếu của Đạo Phật là quay về nhận lại bản tâm của mình, là bất cứ việc gì cũng từ tâm. Hãy bình thản sáng suốt thì sẽ thấy tâm mình. Đó là việc cung phụng cha mẹ. Đối với người không đủ điều kiện vật chất thì người ấy nên dùng tâm mà báo hiếu với song thân. Tôi có gặp một hoàn cảnh của người nông dân thật đáng thương. Nhà anh cách nhà mẹ của anh chỉ một con sông, mà quanh năm anh không về thăm được một lần. Anh kể, suốt ngày hai vợ chồng quần quật làm thuê làm mướn để nuôi một đám con nheo nhóc. Mái nhà đàng hoàng còn không có, làm sao lo được cho mẹ. Anh rất mặc cảm khi gặp mọi người. Rồi con cái lớn lên, hai vợ chồng già yếu, chúng có được học hành gì đâu, cũng làm thuê làm mướn để kiếm sống như cha mẹ. Anh rất đau buồn khi nghĩ về mẹ già. Gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không thể giúp đỡ gì hơn là khuyên anh hãy sống hết tình bằng cái tâm của mình. Tôi nói với anh rằng, bất cứ hạng người nào trên đời này, có địa vị, không địa vị, già, trẻ, giàu, nghèo, người lành lặn hay khuyết tật, đều có tâm cả. Phật nói, ai cũng có viên ngọc quý báu, tức là tính giác, là Phật tâm, nên ai cũng có khả năng thành Phật. Anh cũng có, không nên mặc cảm. Anh cứ sống bình thường, không nên trốn tránh tất cả. Cuộc sống như thế là do nghiệp cảm của anh từ quá khứ. Bây giờ phải gầy dựng lại bằng cách nghĩ nhớ điều lành, làm việc lành, nói lời lành trong khả năng có được của mình. Như vậy, tương lai khả dĩ chuyển được nghiệp xấu của anh. Tôi nhớ, có lần Hòa Thượng cũng kể một chuyện về hiếu đạo. Trong một gia đình trung lưu, có hai người con được cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ tương đối chu đáo. Lớn lên, cả hai đều lập gia đình. Song, hai anh em có hai tính chất khác nhau. Người em vâng lời dạy của cha mẹ, giữ truyền thống gia tộc, giáo dục con cái tốt là bổn phận đối với ông bà, cha mẹ, xóm làng, xã hội. Những ngày kỷ niệm trong gia tộc, anh đều về thăm cha mẹ, gặp gỡ những anh em ruột rất là hài hòa. Anh sống bình thường như vậy và không hề nói rằng mình tu hiếu hạnh. Nhưng người anh lại khác. Vị này cũng có gia đình, người bạn đời cũng là một người tốt, có kiến thức, biết gây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Con cái cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Cứ mỗi lần về gặp bố mẹ, anh đọc đi đọc lại, bố dạy con phải dày, phải kia. Xong, thực hiện những lời dạy đó thì không bằng người em. Ông em không nói mà làm, ông anh nói thuộc lòng mà không làm. Hòa Thượng kết lại, người em mới thật sự có lòng hiếu thảo với cha mẹ, còn người anh chưa thể thực hiện được đạo hiếu. Rõ ràng quý ở cái tâm, mà tâm thì ai cũng sẵn có, đâu đợi phải giàu sang, đầy đủ tiện nghi vật chất mới có. Là con Phật, chúng ta thực hiện lời Phật dạy, sống hiếu hạnh với cha mẹ bằng một cái tâm như thế. Tuy nghèo, nhưng tâm giàu cũng có thể đền đáp thâm ân sâu dày của cha mẹ như thường. Lại trong nhà Phật, người biết quy y tu tâm dưỡng tánh, sống nhẹ nhàng, thực hiện lời Phật dạy, tức là thực hiện hiếu đạo. Chúng ta cố gắng làm sao trong gia đình không xảy ra chuyện gì gây cấn. Cuộc sống có bao lâu? Vô thường nhanh chóng, mọi thứ luôn thay đổi, không gì có thể nắm lại được. Như mái tóc, dù quý vị có uống, nhuộm, sửa soạn thế nọ thế kia, nhưng quên bẵng đi một thời gian thì nó điểm sương rồi trụng bớt, già cỗi, không còn đẹp như thuở nào nữa. Vật mà mình muốn nâng niu, săn sóc cũng không bảo đảm được. Người có phúc báo lớn lao, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như Phật, nhưng đến 80 tuổi cũng phải già nua, mệt mỏi, rồi nhập niết bàn. Huống là thân của chúng ta, đủ thứ ưu nhọt, bệnh hoạn, có gì sung sướng, tốt đẹp, vui vẻ đâu. Do đó, tranh cãi nhau làm gì? Song, muốn hài hòa gia đình, bản thân chúng ta phải làm gương trước, nhẫn nhịn nhu hòa để kết hợp mọi người. Không thể có kiểu trống đánh xuôi, kèn hỏi ngược. Sống hài hòa tức là sống theo tinh thần Phật dạy.
thân miệng ý đều phải hòa đồng nhau. Làm việc gì với tâm hòa hợp thì kết quả sẽ tốt. Cung dưỡng phụng sự cha mẹ cũng như vậy. Điều thứ hai là thực hiện đạo hiếu trên phương diện tinh thần. Phật dạy người con có hiếu là cố gắng hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ đến với Tam Bảo, với Phật Pháp. Đến với Phật Pháp để làm gì? Đến với đạo để tìm hiểu, học hỏi nếp sống và lời dạy của Phật. Từ đó, bản thân ta có một nếp sống đạo, nếp sống như lời Phật dạy. Hướng dẫn cha mẹ đến với đạo, tạo điều kiện cho những người thân học hiểu giáo lý để áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống. Việc làm này đối với người không tin, không muốn đến chùa, chúng ta động viên khuyến khích không phải dễ đâu. Người đã không chịu tin thì dù có nói gì, họ cũng vẫn không nghe. Có những vị đến chùa chỉ đứng ở ngoài chứ không chịu vô, hoặc bảo thắp một cây nhang cúng Phật, họ nói rằng mê tín dị đoan. Với những trường hợp này, người con phải khéo lấy bản thân làm niềm tin cho gia đình. Ví dụ, chúng ta nói tu thì mình phải có đức hạnh, có đạo lý mới hướng dẫn khuyến khích người trong nhà được. Vì vậy, người con muốn thực hiện hiếu hạnh về mặt tinh thần thì tâm phải sáng suốt, kiên trì, tế nhị mới được. Có một Phật tử là dược sĩ, gia đình khá giả, ông chồng ngày xưa là cậu ấm, hai gia đình môn đăng hộ đối. Họ sống với nhau rất là tâm đắc hạnh phúc, sanh được 4-5 người con. Con cái đều dễ dạy học giỏi. Nhờ có bằng cấp dược sĩ, cô mở tiệm thuốc rất khá giả. Nhưng cô ít được đi chùa vì phải làm bổn phận với chồng với con. Chồng là một cậu ấm từ bé, nên lớn lên ông vẫn theo quan niệm phong kiến, bắt vợ phục vụ rất dứt giả. Gia đình giàu có nhưng công việc hàng ngày không hở tay. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng quy y và tìm cách học Phật. Cô lòng băng giảng của Hòa Thượng, của quý thầy vào những băng nhạc Tây, nhạc Tàu. Lúc nào không có ông thì bà nghe băng giảng của Hòa Thượng. Bất thần ông tới, nếu bà không tắt kịp thì ông phải nghe. Nghe nhiều lần ông để ý, nên đặt cái máy tốt hơn, lớn hơn ngay chỗ đó, chuẩn bị sẵn những băng nhạc kích động. Mỗi lần bà mở băng giảng của Hòa Thượng thì ông mở nhạc lớn hơn, làm náo động cả bên ngoài. Bà không hề nói gì. Ông để ý thấy vợ tuyệt nhiên không có một sự phản đối nào. Ông lấy làm lạ, không biết mấy ông sư dạy gì mà bà này hay. Hôm đó tới ngày rằm, bà đi chùa, ông xin theo. Lái xe đưa bà đi, nhưng tới chùa ông đứng ngoài không vô. Bà rủ vô thắp nhang, ông bảo thôi, tôi đâu có tội gì phải thắp nhang. Bà vào lễ Phật, cúng dường nhanh rồi ra về. Cứ thế, ông tìm mọi cách phá việc tu học của bà, nhưng bà vẫn cứ kiên trì chịu đựng. Cuối cùng, ông theo bà. Ông xin sám hối với bà. Rồi từ đó, mỗi tháng, trên chân không, Hòa Thượng giảng một tuần, ông đều có mặt. Những lần đầu, chỉ có mấy ngày mà ông nhớ con, nhớ gia đình quá, muốn bỏ cuộc về. Nhưng lại nghĩ đến bà, ông càng thương nên gắn nghe giảng, nghe dạy. Sau đó, ông phát tâm tu, xuất gia được một thời gian thì chết. Câu chuyện cho ta thấy kết quả của sự kiên tâm. Nếu trong gia đình mà gặp người bạn đời khó như vậy, thì chúng ta phải kiên tâm mới vượt qua được. Tóm lại, nếu tâm vững chắc, tâm kiên cố thì việc gì cũng thành công. Vì vậy, về mặt tinh thần, hướng dẫn cha mẹ tu tập, gặp khó khăn chúng ta đừng nản, đừng buồn, đừng bỏ qua mà cố gắng thực hiện hiếu hạnh cho được. Đây chính là tu. Khi người thân không chịu đến với đạo, chúng ta muốn đem đạo lý đến với họ thật là khó. Nhưng nói một lần không được thì hai lần, ba lần, phải cố gắng. Cuối cùng duyên thuận, tốt rồi thì người ta chịu nghe. Bởi vì thật ra người thân của mình có mối quan hệ huyết thống, tình cảm gia đình là một sợi dây ràng buộc nhiều đời khó dứt, nên rồi cũng phải theo nhau, nghe nhau. Vì vậy, trong quan hệ gia đình, nếu đạo tâm chưa vững, hành trì pháp môn chưa đắc lực, thì kết quả về sự tu học của mình và người thân chưa có là bao. Nên biết, sợi dây luyến ái gia đình chưa cắt đứt thì đạo tâm chưa phát huy được, định tuệ chưa đầy đủ được, việc tu hành chưa sâu sắc
thì chưa có lợi lạc. Trong kinh Tạp A Hàm, Phật bảo các thầy tỳ khưu, nếu người thọ trì bảy thứ thọ, người ấy sẽ được sinh lên cõi trời Đế Thích. Chính trời Đế Thích ngày xưa đã tu pháp này mà trong đó hiếu hạnh là gốc. Ông thường hay cúng dường cha mẹ và các bậc tôn trưởng, dung mạo ôn hòa, lời nói du nhuyến, không nói lời ác, không nói hai lưỡi, thường nói lời chân thật. Đối với thế gian bỏng sẻn, ông tuy tại gia nhưng không bỏng sẻn, thường hay bố thí bình đẳng tất cả, nên sau đó ông được sanh lên cõi trời. Vì vậy, đối với cha mẹ, các bậc tôn trưởng, dung mạo chúng ta phải ôn hòa, lời nói dịu dàng. Ví dụ, hôm nào trong nhà có chuyện không vui, chúng ta cũng phải cố gắng giữ tâm mình, không nên đổi nét mặt hay nói những lời không có đạo lý gây sự tị hiềm, mất đi tình nghĩa trong nhà. Những việc này từ đâu mà có, cũng từ tâm thôi. Khi tâm phiền não không an, thì những bức xúc trong tâm sẽ hiện ra bộ dáng, gương mặt hầm hầm, lời nói khó nghe. Khi nổi nóng lên, nói những lời ác độc, gây sự hiềm thù, mất hết đạo lý, đó là những điều cấm kỵ. Người Phật tử không nên như thế. Thêm nữa, Phật dạy người tu hiếu hạnh còn là người biết bố thí. Bố thí là gì? Bố là mở rộng, thí là ban cho rộng rãi. Theo tinh thần thiền, bố thí là buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cố chấp, tham lam, hẹp hòi, tâm tối, nhỏ nhen của chính mình. Do đó, người tu có thể bố thí trong bất cứ lúc nào, ở đâu cũng được. Nếu thấy có gì để cần buông bỏ, thì buông bỏ. Nếu chỉ kiểm lại, thì sẽ thấy còn có nhiều cái phải buông bỏ. Hãy mở rộng lòng ra để khoan thứ. Cho nên, trong gia đình có lỗi lầm gì, chúng ta tự khuyên nhắc, tha thứ cho nhau, chứ không cố chấp làm khổ cho nhau. Đó là hiếu thuận. Người tu chúng ta thường phải nhìn lại mình, phản quan tự kỷ hay là phản bổn hoàn nguyên. Phản quan tự kỷ tức xoay lại lòng mình. Xoay lại để làm gì? Để xem những gì còn vướng mắc, không đúng đạo lý, còn khuyết dở, kém cỏi, hẹp hòi của chính mình, thì buông bỏ đi. Đó chính là thực hiện được những lời của Phật dạy. Tóm lại, ở đây Phật dạy người muốn được quả phúc như trời Đế Thích thì trước nhất phải hiếu hạnh, sau đó phát khởi tâm rộng rãi bố thí. Như vậy mới mong hoàn bị được nhân cách, hưởng những phúc lạc cao hơn nữa. Cuối bản kinh ấy, Phật nói bài kệ thế này: cúng dường cho cha mẹ và gia tộc tôn trưởng, lời nhu hòa cung kính, lìa lời thô hai lưỡi, điều phục tâm bỏng sẻn, thường nói lời chân thật, cõi trời ba ba kia thấy người hành bảy pháp, đều nói với họ rằng sẽ sanh cõi trời này. Nên biết cúng dường cho cha mẹ và các bậc tôn trưởng là thực hiện hiếu đạo. Khi làm việc này, lời nói phải nhu hòa, cung kính, dứt bỏ những lời thô ác, những lời gây sự nghi kỵ, hiềm thù. Với xã hội hiện tại, mọi người đều hoan nghênh và thực hiện tinh thần đoàn kết, thì lời nói hai lưỡi là lời nói cắt đứt sự đoàn kết. Cho nên, Phật dạy những điều rất có ích để xây dựng một xã hội hoàn bị. Qua bài kinh, Đức Thế Tôn dạy chẳng những đạo đức con người trong xã hội này, mà luôn cả tinh thần đạo đức của các vị trời cao hơn. Phúc báo lớn lao hơn cũng từ tu tập các pháp mà chúng ta đang học và đang áp dụng đây. Nếu người không thể thực hiện cả bảy pháp mà chỉ thực hiện một, hai pháp cũng có lợi lạc, cũng có kết quả tốt. Ví dụ, chúng ta chỉ tu pháp là nói lời nhu nhuyến, dung mạo ôn hòa, cũng đã thành công khi tiếp xúc với mọi người. Ai mà chịu nổi khi nghe một giọng nói như sấm, đinh tai điếc óc, thấy bộ mặt là phát khiếp. Dù chúng ta muốn hợp đồng với người đó, hoặc vì mối quan hệ không thể thiếu người đó, nhưng quả thực mình thấy trong lòng hồi hộp quá. Gặp đối tượng này, không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào đây. Cho nên chỉ hai pháp thôi, ôn hòa, nói lời nhu nhuyến, tu được hai pháp này cũng đã thành công rồi. Trong gia đình không có bà mẹ, ông cha nào
có một đứa con dung mạo, ngôn hạnh dễ thương, dễ dạy mà lại ghét nó được. Nếu đủ duyên, chúng ta thực hiện trọn vẹn 7 điều thì quý. Nếu chưa đủ duyên, chúng ta thực hiện từng điều một cũng tốt thôi. Tóm lại, hiếu đạo được thể hiện trên hai mặt vật chất và tinh thần. Vật chất là cung dưỡng, phụng thờ, cúng dường. Tinh thần là hướng dẫn đến đạo lý. Người con tu hạnh hiếu chẳng những có lợi lạc ngay trong đời này, mà phúc lạc sẽ được tăng tiến ở đời sau. Điển hình như trời Đế Thích. Kinh Mục Liên Sám Pháp ghi lại câu chuyện này. Có hai người, một giàu, một nghèo. Bấy giờ, có một lão ăn mày đến nhà của người giàu có xin ăn. Người giàu có này lại rất bỏn sẻn, thấy dáng kẻ ăn mày tới là sợ rồi, cho nên đuổi ra, trong lòng bực bội, phiền não. Đó là trường hợp người giàu bị phiền não khi có kẻ ăn mày đến. Bấy giờ, lão ăn mày cũng đến gõ cửa ông nhà nghèo. Người nghèo cũng phiền não vì hận mình không có của cải, phương tiện để giúp cho kẻ kia. Khác với phiền não của người giàu, người nghèo phiền vì không biết đời trước mình gây nhân gì để bây giờ không có phương tiện làm việc phúc thiện. Cũng là phiền não, nhưng hai thứ phiền não khác nhau. Phật kết luận, người nghèo khó kia sẽ sinh được cõi người, hưởng mọi thú vui. Vì do hận mình không làm được những việc công đức, nên cố gắng tìm cách tu tập. Dù có phiền não, nhưng lòng không đóng kín. Do đó, được sanh cõi người, hưởng phúc lạc. Trái lại, người giàu có, vì lòng bỏn sẻn, nên sinh vào loài quỷ đói, chịu khổ vô vàn. Qua đoạn kinh trên, Phật dạy chúng ta mở rộng lòng mình, thì dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tu tập được. Hiếu hạnh cũng vậy. Nếu không đủ duyên, thì chúng ta cũng tìm cách tu tập, chớ nên buồn bực phiền não mà bỏ hiếu đạo. Người biết mở lòng mình ra, thấy và nhận được những khuyết dở của mình là người tốt. Nhưng ngày rằm tháng 7 là ngày báo hiếu. Tôi muốn nói đến tâm của chúng ta là viên ngọc quý, là chân tâm. Phật tính hay là trí tuệ ai ai cũng sẵn có. Thực hiện lời Phật dạy, chúng ta tu hiếu hạnh là sống lại với chân tâm đó. Đừng để nó chạy loạn ra bên ngoài. Sống được với tâm đó tức là sống được với chính mình và mọi người, trong đó có cha mẹ chúng ta. Hạnh hiếu phải được thực hiện trên nền tảng bản tâm ấy, gọi là hiếu đạo của người con Phật. Từ một tâm ấy mà tự lợi, lợi tha, làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, xã hội, quốc gia. Thế nên biết chữ tâm trong nhà Phật là gốc của muôn pháp. Mong tất cả chúng ta hãy nhận và sống lại với bản tâm của chính mình. Đó cũng chính là đền ân sanh thành dưỡng dục của song thân. Quan niệm về hạnh hiếu của người con Phật. Hôm nay, nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi sẽ trình bày một vài quan niệm về hiếu đạo của người con Phật. Là Phật tử, chúng ta phải làm sao thực hiện được hiếu đạo đúng theo tinh thần Phật dạy. Thông thường, hiếu đạo được chia ra hai phần. Một là vật chất, hai là tinh thần. Hai phần này chúng ta phải suy nghiệm, tìm hiểu và áp dụng. Về phần vật chất, đối với cha mẹ, chúng ta phải hết lòng cung phụng. Cung phụng đúng pháp và đúng nghĩa, hợp đạo và tránh chiều theo thì hiếu xấu, làm tổn hại chúng sanh. Làm được như vậy là thể hiện được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Trên phương diện này, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, phúc duyên mà ta có để thực hiện. Không nên ngược xuôi, dông ruổi theo hình thức bề ngoài, chủ yếu ở lòng chúng ta. Làm sao để ta có thể thực hiện hiếu đạo mà không có những cắn đắng trong gia đình? Bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta ít khi nào gặp được điều như ý, hoàn toàn thuận lợi như mong muốn của mình. Thường thì 10 phần chỉ được 2-3 thôi. Như sử nước ta có kể, Trịnh Kiểm hồi còn hàng di, nghèo khó, có một mẹ già. Ông bươn chải kiếm sống vất vả, nhưng cuối cùng nghèo vẫn cứ nghèo. Một hôm,
mẹ ông đau yếu, thèm ăn thịt gà. Trịnh Kiểm không tìm đâu ra được, cũng không có tiền mua. Vì quá thương mẹ, ông đã trộm gà của người về cho mẹ ăn. Khi ấy, Nguyễn Kim, một vị đại thần nhà Lê bất mãn triều đình, nên chiêu tập trai tráng mạnh khỏe để gây dựng sự nghiệp riêng. Biết được hoàn cảnh và lòng hiếu thảo của Trịnh Kiểm, ông liền đem về trong gia trướng của mình. Từ đó, Trịnh Kiểm trở thành một người tâm phúc. Và sau, trở thành con rể của Nguyễn Kim. Nguyễn Kim là người gây dựng triều đình nhà Nguyễn. Còn Trịnh Kiểm là vị chúa đầu tiên trong thời vua Lê chúa Trịnh. Thiết nghĩ, nếu Trịnh Kiểm không gặp được Nguyễn Kim, thì làm gì có được ngày sau rực rỡ huy hoàng như vậy. Nhưng thật ra, rất hiếm trường hợp gặp người tốt như Nguyễn Kim. Thường kẻ trộm thì bị pháp luật, bị gia hình, chứ không được tìm hiểu và thông cảm hoàn cảnh như Trịnh Kiểm. Trong đạo cũng vậy. Có những thiền tăng đủ khả năng để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cũng có những vị như thiền tăng Nhật Thông, vì phụng dưỡng mẹ già mà phải rời thiền viện, cất một am tranh ở vùng quê hẻo lánh. Ông viết kinh sách để có tiền nuôi nấng mẹ già, nhưng ngặt nổi mẹ ngài không ăn chay được. Vì vậy, thầy phải vào chợ mua cá thịt đem về, rồi tự tay nấu nướng dâng cho mẹ. Mà tuyệt nhiên không có một thái độ hay một lời lẽ cử chỉ khó chịu gì cả. Hai mẹ con sống thật hạnh phúc. Thời gian sau, bà nói: "Bây giờ mẹ có thể ăn chay được rồi." Lòng hiếu thảo của ngài đã cảm hóa được mẹ già. Chúng ta thấy Trịnh Kiểm gặp Nguyễn Kim, thiền tăng Nhật Thông gặp một bà mẹ như thế, đã giúp cho hai vị làm tròn hiếu đạo của mình trong một hoàn cảnh khó khăn. Người con Phật lúc nào cũng sáng suốt và gan dạ. Những ân nghĩa hay nợ nần gì đã vay thì bây giờ phải trả, không bao giờ có niệm trốn tránh. Vì vậy, trong tất cả hoàn cảnh, người con Phật luôn giữ hiếu hạnh tròn đầy. Trong nhà Phật, tấm lòng thành là quý nhất. Có một câu chuyện nói về tâm chí thành như thế này. Một em bé ăn mày, mồ côi cha mẹ. Tuy nghèo đói, nhưng em lại kính tin Tam Bảo. Vì vậy, em gắng dành dụm được ít tiền và mua muối, cúng dường chư tăng. Hôm đó, Hòa Thượng Đường Đầu biết được quả phúc của em bé nghèo khó này, nên buổi sáng em đến dâng muối cúng dường. Hòa Thượng tuyên bố cho tăng chúng biết hôm nay có đại thí chủ cúng dường. Chư tăng đúng giờ phải y hậu chỉnh tề lên điện Phật thiết lễ và hồi hướng công đức cho vị đại thí chủ. Chư tăng dâng lịnh đắp y nghiêm chỉnh lên điện Phật, nhưng đến giờ mà không thấy thí chủ nào mũ lọng xe cộ có vẻ quan trọng như đại chúng vẫn nghĩ. Chỉ thấy có một em bé ăn mày lủi thủi vào cửa chùa, rồi len lén lên chánh điện. Em thưa trong giọng xúc động: "Con có chút ít phẩm vật này, xin cúng dường cho đại tăng. Thỉnh cầu Hòa Thượng và đại tăng chứng minh nạp thọ, toàn thể đều dùng được phẩm vật cúng dường của con." Thưa xong, em lại rụt rè trở ra. Chư tăng chờ vị đại thí chủ mãi mà chẳng thấy. Các thầy nói với nhau, không biết bữa nay Hòa Thượng già có lẫn lộn không. Sự việc ấy bẵng đi. Thời gian sau, em bé ăn mày trở lại trong ngôi vị một hoàng hậu. Cô cũng thiết đại lễ cúng dường và tìm đến đảnh lễ Hòa Thượng. Nhắc lại nhân duyên ngày xưa của mình, Hòa Thượng nói rõ đó là quả lành hiện đời của cô do lòng chí thành cúng dường chư tăng lúc nghèo khó. Rõ ràng, nếu chúng ta có một quyết tâm tạo chủng tử lành, thì nhất định chúng ta sẽ có quả phúc tốt, điều đó không nghi. Tóm lại, về vật chất, chúng ta thể hiện hiếu đạo phụng dưỡng cha mẹ trong phạm vi, trong hoàn cảnh và phúc duyên của mình,
cốt ở tâm thành, chứ không vì những hình thức tiếng tâm bên ngoài. Phật tử phải hiểu và áp dụng tinh thần này vào hoàn cảnh riêng của mình để vượt khó và làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ. Về phần tinh thần, người Phật tử phụng dưỡng cha mẹ bằng tinh thần như thế nào? Tức ngay nơi sự tu học, sự hiểu biết về Phật Pháp và thể hiện Phật Pháp trong đời sống. Bởi vì nếu trong dòng họ có một người tu hành đắc đạo, thì cửu huyền được an lạc, gia đình được chuyển hóa tốt đẹp. Trong tập thể nào có được người Phật tử tâm đạo chân chính, thì tập thể đó sẽ được chuyển hóa tốt đẹp. Trở lại gia đình, nếu trong gia đình không luận là người chồng hay vợ, nếu gặp chánh pháp, được sự hướng dẫn và áp dụng đúng chánh pháp, thì gia đình đó sẽ được chuyển hóa. Tuy nhiên, có Phật tử nói rằng, con đi chùa mà tại sao trong gia đình cứ xảy ra việc nọ, việc kia? Hay đêm nào con cũng tụng kinh, ngồi thiền, mà tại sao con của con không nghe lời, cứ quậy phá? Thật ra, đây là những thử thách để chúng ta rèn luyện việc tu học của mình. Vẫn bình thản tiếp tục việc tu tập của mình, tức là dẫn tiến, đã chiến thắng những trở ngại chung quanh. Từ thành tựu này, Phật tử mới có thể cảm hóa những người thân trong gia đình mình. Người đời thường hay nói, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là tội báo. Câu nói này cũng đáng để suy ngẫm. Kinh Nhân Quả nói rõ ràng, quan hệ gia đình, huyết thống là nợ nần nhiều đời, nhiều kiếp. Nên có đời làm cha, có đời làm chồng, có đời làm mẹ, có đời làm vợ. Nếu hưởng thụ quá phần, sẽ bị nợ nần trở lại với con. Với những người trong gia đình, thì đời sau phải trở lại làm đầy tớ để trả nợ cho xong. Nhân quả phải như vậy. Cho nên nói đến gia đình là nói đến nhân quả tuần hoàn, nghiệp báo trả dây. Nhẹ thì làm chủ, nặng thì làm tớ. Có nhiều câu chuyện, nhất là trong bản hạnh của Đức Thế Tôn cũng như tất cả những vị đại thánh, đều cho chúng ta thấy rằng trong quan hệ nhân quả, nếu thiếu tỉnh táo sáng suốt, không nhận định chân chính, thiếu trí tuệ, thì chúng ta sẽ quan oan tương báo, không có ngày cùng. Người Phật tử muốn trả hiếu có cha mẹ, không có gì tốt hơn là hướng cha mẹ đến với Tam Bảo. Muốn hướng cha mẹ đến với Tam Bảo, ta phải làm sao? Ví dụ như trong gia đình, cô con gái lớn hâm mộ Phật Pháp, đi chùa học Phật, tu tập. Cô muốn hướng cha mẹ đến với Phật Pháp để thể hiện hiếu hạnh của mình, thì cô phải tu tập cho đàng hoàng. Như nói, đi chùa thì đi chùa, chứ không đi chỗ khác. Nói học đạo là học đạo, chứ không làm việc khác. Phải gây dựng được niềm tin đối với cha mẹ, đối với gia đình và khẳng định việc làm, vị trí của chúng ta trong gia đình. Được vậy, khi đủ duyên, chúng ta mời cha mẹ đi chùa, thì cha mẹ tin lời và nghe theo mình. Tới chùa, cha mẹ lễ Phật với lòng thành. Từ đó được gặp thầy, gặp Pháp, phát tâm quy y rồi tu tập. Nói về Thế Thần, không có gì hơn là hướng cha mẹ, người thân của mình về Tam Bảo. Vì đây là nơi quy hướng của tất cả chúng sinh. Từ đây tu hành các công đức mới hết khổ, được vui. Tất cả chúng ta đều biết, tu tập những công đức thì thu được những kết quả tốt đẹp. Đó là điều tất yếu. Dù chỉ một niệm xấu ác, không xứng đáng trong cuộc sống, thì quả báo của niệm xấu đó cũng sẽ đến không mất bao giờ. Tùy theo tâm niệm của chúng ta mà có những quả báo tương ứng, giống như gian theo tiếng, như bóng theo hình. Bởi vì nhân quả là đạo lý chắc thực mà Phật đã từng chỉ dạy chúng ta. Biết vậy, nên người con Phật luôn luôn tu tập từng tâm niệm của mình. Khi tu, đồng thời chúng ta hướng những người thân của mình quay về Tam Bảo, từng niệm tu tập. Phật dạy, những người xuất gia
thọ giới cụ túc, sống đời không nhà, khi muốn cúng dường tam bảo, cúng dường chúng sinh hay phụng dưỡng cha mẹ thì phải làm sao? Giả như có một trận mưa to, vị tu sĩ đang tu tập trong trượng thất, muốn cúng dường cho chúng sinh phải làm sao? Phải dùng tâm thanh tịnh hướng đến tam bảo, mong được sự phù trì, khiến cho tất cả nước mưa rơi xuống trần gian đều là những giọt nước cam lồ, cho tất cả chúng sanh đói khổ được mát mẻ trong lòng và đều phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ giải thoát. Hành trì như vậy trong suốt thời gian mưa to, người tu tập cúng dường thì phải ngồi nghiêm chỉnh, tâm thành khẩn và thân thể trang nghiêm, đúng pháp. Cầu lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát hỗ trợ cho tâm nguyện của mình được thành tựu. Bằng tất cả lòng thành, chúng ta sử dụng bất cứ phương tiện nào để hướng về tam bảo, mục đích chủ yếu nhắm vào lợi ích của chúng sanh được an lạc, được hết khổ là đúng pháp. Trong kinh nói rằng, người tham lam bỏng sẻn nhiều đời sẽ thác sinh vào loài quỷ đói ngàn muôn năm. Loài này khi nghe đến thức ăn thì trong cổ họng lửa bốc cháy. Như chuyện bà Thanh Đề, do lòng keo sẻn, tham lam, ích kỷ nhiều đời nên đọa vào loài quỷ đói. Chúng ta thấy bản thân tôn giả Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán, thần thông bậc nhất, nhưng không thể cứu được mẹ, phải nhờ đến lòng từ bi của chư Phật, các vị đại thánh, chư tăng, các vị tu hành thanh tịnh, tập trung hướng nguyện cho lòng tham lam bỏng sẻn của bà được mở ra. Tất cả chúng sinh trong chốn ấy cũng mở rộng lòng mình, nhờ thế mới thoát khỏi kiếp quỷ đói. Qua đó, chúng ta thấy khổ cũng từ tâm mình, hết khổ cũng từ tâm mình mà ra. Cho nên, chúng ta hỗ trợ, động viên, khuyến khích làm sao cho những người thân của mình hướng về tam bảo, mở rộng lòng ra, tu tập theo chánh pháp. Đó là phần hiếu đạo về tinh thần. Những việc làm này phải được thực hiện ngay khi cha mẹ sinh tiền, chớ để mất đi rồi than. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, con muốn làm việc hiếu mà cha mẹ đã khuất, như vậy có lợi ích gì? Trước khi kết thúc, tôi xin dẫn một câu chuyện hiếu hạnh thế này. Có một anh chàng nhà nghèo, mẹ anh chuyên đi vớt bèo, nuôi heo để lo cho con ăn học. Được sự giáo dục tốt, con bà thi đậu làm quan. Sau khi đỗ làm quan, anh trở về vinh quy bái tổ. Trên đường về, tiền hô hậu ủng, chiên trống rền vang. Mẹ anh không hay vì đang vớt bèo. Người láng giềng chạy tới báo tin, nhưng bà vẫn thản nhiên tiếp tục vớt bèo. Bà nói, con tôi thi đậu làm quan, đó là điều đáng mừng, nhưng không biết nó còn nhớ cảnh vớt bèo nuôi lợn này không? Vị tân quan nghe được như thế, vội xuống võng, cởi áo lụa ra, chạy xuống ao với mẹ, cùng mẹ vớt bèo. Vớt đầy thúng, hai mẹ con mới về nhà làm lễ tổ tiên. Gương người xưa còn sáng mãi đến bây giờ. Nhờ mẹ như thế nên con mới được như thế, mới giữ vững được gia phong, gia tộc của mình. Chuyện hiếu đạo rất nhiều. Ở đây tôi không muốn nói những điều cao xa thiết tha, những điều nằm ngoài tầm cuộc sống, mà chỉ muốn nói những việc thông thường trong cuộc sống. Những điều đó chúng ta có thể nhận hiểu và áp dụng được, tạo được những lợi lạc thiết thực trong hiện đời. Mong rằng tất cả chúng ta là những người con hiếu hạnh, vui vẻ, phấn khởi với pháp tu của mình, không sai với sự chỉ giáo của Đức Phật, của các vị đại thánh. Như Phật dạy, hạnh hiếu là hạnh Phật, hiếu đạo là Phật đạo. Đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày và hy vọng Phật tử sẽ thực hiện được. Tinh thần hiếu đạo. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày rằm Trung Nguân. Rằm tháng Giêng gọi là rằm Thượng Nguân. Rằm tháng 7 là rằm Trung Nguân. Rằm tháng 10 là rằm Hạ Nguân. Một năm có ba nguân,
thường gọi là tam nguyên tứ quý, tức một năm có bốn mùa và ba lễ cúng vào tháng giêng, tháng bảy và tháng mười. Riêng Phật giáo có thêm một lễ trọng nữa là mừng đức bổn sư giáng sinh vào rằm tháng tư. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về hiếu đạo trong Phật giáo. Tinh thần hiếu đạo này nhiều và rộng. Chúng tôi chỉ lược nói những việc bình thường để quý vị Phật tử có thể thực hành được trong sinh hoạt hàng ngày. Không phải mang tội bất hiếu, bởi vì bất hiếu là tội lớn lắm. Tội này nếu phạm sẽ rơi vào địa ngục vô gián, chịu muôn vàn khổ đau. Tôi còn nhớ câu chuyện có thật xảy ra trên xứ sở của chúng ta. Chuyện kể trên cánh đồng của những người nông dân đang chuẩn bị trồng trọt, có mấy chú mục đồng lùa trâu đi qua. Bỗng một em la sảng, té lăn giãy giụa rồi ngất liệm. Những người dưới ruộng chạy lên cứu, nhưng không làm sao đụng đến thân của em được. Đến lúc như em đã chết mới bồng lên được. Mọi người tập trung để cứu sống. Khoảng một tiếng sau, em bắt đầu tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì mình mẩy của em xám đen, giống như là bị đốt cháy vậy. Đau nhức khổ sở, không ngồi không nằm được. Bây giờ em kể lại trong nước mắt. Em theo đoàn trâu qua bờ rào, bước lên cánh đồng. Em thấy có một cổng thành to lớn uy nghi. Em đến gần thì cánh cổng mở ra và có một lực hút em vào trong đó, không cách gì cưỡng lại. Em vừa vào thì cửa đóng ầm và lửa bắt đầu cháy. Bốn bên, trên đầu, dưới chân đều là lửa. Nên lúc em la hét là lúc bị lửa đốt. Đó là một hiện tượng chứ chưa hẳn bị đọa vào địa ngục. Do đời trước đã tạo nghiệp ác và cũng đã bị những quả báo khổ đau cùng cực, nhưng còn dư báo. Dư báo này trả bằng cách nào và thời gian nào, tội nhân không biết được. Mỗi chúng ta ai cũng có dư báo hết. Nếu chúng ta tu hành làm lành, có hiếu, có đạo đức, thì dư báo của chúng ta được tích tập bằng đạo đức, bằng những quả chân thiện. Trái lại, nếu chúng ta ưa gây tạo những nghiệp nhân xấu, làm những điều thương luân bại lý, thì hậu quả dư báo hay hiện báo xấu không thể nói được. Đó là một chuyện thật. Địa ngục ở đâu? Từ tâm chúng ta. Mỗi khi chúng ta bất an, chúng ta nghĩ tưởng làm một việc gì bất nhẫn, phi pháp thì bị địa ngục tâm hành phạt. Người con Phật chúng ta hiểu được như vậy thì nên dừng bớt những hành động, những nghiệp tập không tốt. Trong hiện đời, nếu chúng ta trầm lắng, yên tĩnh sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận biết những điềm báo trước về nghiệp báo của mình. Người xưa dạy chúng ta nói lời gì, làm việc gì, nghĩ tưởng gì đều phải suy xét. Nếu đó là lời nói độc, là suy nghĩ, là hành động phi pháp thì chúng ta liền dừng. Người không biết dừng thì khi quả báo đến có kêu than cầu cứu cũng không thể kịp. Việc tu là phải tu ngay trong nhân, tu ngay gốc. Nếu lúc ban đầu chúng ta buông tay, phiêu lưu rồi thì hậu quả nguy hại vô kể. Đã lỡ gây tạo nhân không tốt thì khi hậu quả chúng ta sẵn sàng chấp nhận trả nghiệp và kiên quyết không gây nhân đó nữa. Nếu nhận rồi lại tạo nữa thì không bao giờ hết khổ. Đó là tinh thần trách nhiệm của người con Phật. Trong kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy: người muốn báo đền ân nghĩa to lớn của cha mẹ không có cách gì khác hơn là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác, phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu giác ngộ. Và tìm cách hướng dẫn, tạo điều kiện để cho những người thân của mình cùng phát tâm Bồ Đề nữa. Đó là báo ân rốt ráo. Kinh cũng nói, Bồ Tát muốn tri ân báo ân thì nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và dạy chúng sanh cũng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy.
phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hay phát tâm bồ đề, tức là phát giác tâm. Giác tâm là khi làm một việc gì, chúng ta dùng trí dụng để kiểm soát được mình. Tâm giác nếu khai mở thì sáng suốt, sẽ vỡ lẽ ra mọi thứ, còn đóng kín lại thì u mê ám chướng dẫy đầy. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta khai mở trí giác và làm sao khuyến khích giúp đỡ hỗ tương cho những người chung quanh mình cũng tỉnh giác. Bồ Tát thường hay phát đại nguyện: nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề thì tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả được an trụ trong cảnh đại niết bàn. Lại giáo hóa tất cả chúng sanh đều được đầy đủ bát nhã ba la mật. Đó là một hạnh báo ân, nghĩa là mình đã phát tâm cầu giác ngộ, tu tập theo đạo giác ngộ và động viên khuyến khích hướng dẫn cha mẹ của mình cùng phát tâm tu tập như vậy. Nhờ giác tâm mà chúng ta nghiệm lại tất cả hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ, tính toán đều vì lợi ích chung. Mở rộng lòng ra và ứng dụng trí tuệ thì dù một việc làm hết sức khó khăn, chúng ta cũng làm được. Tâm nguyện của người tu chân chánh không phải là ngồi đó kêu cầu thần thánh ban cho chúng ta cái này cái nọ, mà tâm nguyện đó là ý chí chúng ta có thể thực hiện được. Ngày xưa các vị Phật Bồ Tát đã làm được thì bây giờ con nguyện cũng làm được. Dù trải qua bao nhiêu gian khổ, con cũng nguyện thực hiện cho được. Như vậy mới là lời nguyện chân chánh của người con Phật. Không phải đốt nhang khấn vái thì thầm, mà phải phấn đấu vươn lên. Người nguyện bằng cái miệng mà không phấn đấu chừa những lỗi lầm, làm những việc thiện thì cũng không có thánh hiền Phật trời nào ban cho phước lạc cả. Nên người tu từ phát tâm giác hướng dẫn cho người chung quanh phát tâm như vậy, đồng thời cộng với những tâm nguyện của mình, gọi là tu từ cội gốc lành. Gốc đó có thể phá trừ ba nghiệp ác ở thân khẩu ý của chúng ta, bởi vì tất cả những tội lỗi, những quả báo xấu xa đều từ gốc nghiệp tập là tham, sân và si. Nếu chúng ta nhận biết và tu sửa ngay tham, sân, si thì mọi thứ theo đó bình ổn. Chánh báo tốt, tức là thân tâm tốt, thì y báo, tức hoàn cảnh chung quanh, sẽ theo đó mà được tốt. Muốn sửa y báo thì phải sửa ngay chánh báo. Ví như muốn đừng bị lũ lụt mà khai thác cây rừng bừa bãi thì làm sao ngăn ngừa được? Biết việc làm nào đưa đến tai hại thì chúng ta đừng làm. Muốn làm cũng phải khắc phục, dừng lại, không gây nhân xấu thì làm gì có quả xấu. Đó là điều tất yếu trong tinh thần nhân quả. Phát tâm giác, tu cầu giác ngộ cho bản thân mình và hướng nguyện toàn thể đều được giác ngộ, đó là tâm nguyện duy nhất của người con Phật biết ân và báo ân. Việc làm này lớn lao nhưng chúng ta có thể làm được, bởi vì việc tu không có thời gian, tu chừng nào thành tựu mới thôi. Miễn sao chúng ta có tâm kiên quyết, dài lâu, bền bỉ, vững chắc để chịu đựng, để vượt qua, để khắc phục nguyện, để thành tựu sở nguyện của mình. Được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tất cả thệ nguyện thế gian và xuất thế gian, không có thệ nguyện nào bằng thệ nguyện cầu giác ngộ giải thoát. Vì người con Phật là tu theo Phật, làm theo lời dạy của Phật, chỉ cầu giác ngộ, không cầu gì khác. Mình được giác ngộ và giúp mọi người giác ngộ. Không cầu sống lâu, không cầu giàu có, bởi vì sống lâu rồi cũng chết, tiền tài cũng không chắc thực. Cho nên chỉ có duy nhất là cầu thành Phật. Cầu thành Phật thì chúng ta phải có tâm giác, tâm Phật. Phát huy được tâm giác thì mới thành tựu quả Phật. Hàng ngày chúng ta kiểm tra, thấy tham sân si tăng trưởng đầy dẫy thì biết là ma chứ không phải đệ tử Phật. Người tu dù trong hoàn cảnh nào, tại gia hay xuất gia, mỗi ngày kiểm thấy tham sân si giảm bớt
thì biết mình tu đúng. Những việc làm công đức, ngồi thiền, tụng kinh, bố thí, cúng dường cần thiết để hỗ trợ, chứ chưa phải là chính yếu. Cũng giống như chiếc áo, chưa phải là nhà tu, mà nhà tu thì phải sửa từ tâm, tu từ tâm và hành động từ tâm. Đã có những Phật tử trải qua một quá trình tu không phải là ngắn, mà vẫn chưa thể hiện được mình là người Phật tử. Tôi biết một vị hồi xưa học đạo với sư ông tôi. Trải qua thời gian dài học đạo với thầy tôi, bây giờ vị đó lại đến học đạo với tôi, mà cũng chưa thành Phật tử. Vì sao chưa thành Phật tử? Về nhà con cháu nói gì đó, tức giận la lối, tức là học Phật mà không áp dụng lời Phật dạy. Tu làm sao cho tham sân si giảm nhẹ, thì dù quý vị có ngồi tại chợ, trong quán, vân vân, quý vị cũng được an lạc. Những vị thiền sư, những vị Bồ Tát đi vào cuộc đời này là do các ngài làm chủ được tham sân si, nên các ngài đi lại tự tại trong thế gian. Ngang qua chỗ hát bội cũng bình thường, chỗ nhậu nhạt không hề dính mắc. Như vậy mới độ sanh được. Người tu hiếu đạo cũng phải phát huy được tính giác của mình. Ở đây có hai việc, một là tính, hai là hạnh. Trước nhất là nói về tính chất. Tính chất ở đây là gốc, tức là dùng ý chí vững mạnh đạt cho được gốc bất sanh bất diệt của mình. Người tu theo đạo Phật không phải chán đời yếm thế dễ vui. Người tu Phật phải cứng rắn, dứt khoát, trí tuệ. Trong kinh hay trong ngữ lục của các tổ nói, người thấy được và sống được với tính giác của mình là người thành tựu được muôn hạnh. Có người nói tính tôi nóng lắm, đời đó không đúng. Bởi vì tính là cái vô hình, bất sanh bất diệt, là trí tuệ trùm khớp, chứ không phải là nóng là lạnh, là thương là ghét, dài hay ngắn, xấu hay tốt gì cả. Cho nên nói tính tôi hay nóng là không đúng, mà phải nói là bệnh của tôi hay nóng. Bây giờ tôi trị cái bệnh hay nóng thì mới bỏ được. Còn nói tính thì suốt đời tới chết cũng không bỏ được. Tóm lại, nói đến bản tính thì rỗng rang sáng suốt, bất sinh bất diệt. Xưa nay mỗi người đều sẵn như vậy, chỉ vì chúng ta bỏ quên nên không sử dụng được. Giống như chúng ta có nhiều tiền xu bỏ đại trong gốc nào đó rồi quên đi. Muốn tìm mà tìm không được, khi lần lần yên lắng lượm lựa trong gốc đó, lượm lựa mãi nó sẽ trồi ra. Cũng như vậy, chúng ta yên lắng tham sân si, đừng chạy theo bên ngoài, thì mình sẽ nhận ra tính giác của mình. Hai là hạnh. Người phát huy được tính đó rồi thì đến hạnh. Ví dụ như người Phật tử lúc đầu mới đi chùa, chưa hiểu đạo, thời gian sau được học, được nghe, được hiểu, thấm nhuần Phật Pháp thì mới phát huy đức hạnh. Nhưng người ấy thấm nhuần được lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm là phải nhẫn chịu mọi sự mới thành tựu được đại nguyện của mình. Nhờ thấm nhuần mà tâm nhu hòa nhẫn nhục. Nhẫn nhục như thế nào? Tất cả những gì bên ngoài đem đến không chấp nhận, bình thản với mọi việc. Do đó, người con Phật, thờ Bồ Tát không có nghĩa là thờ hình ảnh của các ngài để trấn giữ nhà cửa cho mình. Quan niệm đó sai lầm. Nhìn vào tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy dung nhan ngài, nhớ lại công phu tu hành và thành quả của ngài. Ngài làm được, mình cũng làm được. Bởi vì khi làm, ngài cũng còn là một chúng sinh. Như câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Hồi tiểu Kính Tâm mang bị lên núi vào chùa Vân Tự, lúc đó ngài đâu phải là Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát thì là Bồ Tát nhân, mà ngài là một người nữ. Gặp tình huống éo le trong gia đình, cô giả trai tìm chỗ để tu hành, chịu bao nhiêu tượng thiên roi giọt, tất cả ngài đều nhịn nhục được
nên mới thành tựu được quả vị Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta nhìn vào tượng Phật, tượng Bồ Tát là học những đức hạnh của các ngài. Như nhìn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Ta Bà, chúng ta liền nhớ trải vô lượng kiếp ngài đã chịu đựng những khó khổ nhẫn nhục và thành tựu trí tuệ từ bi trùng khắp. Chúng ta học theo hạnh của ngài không nhiễm không vướng, trong dương vị hoàng tử lại đi tìm đường để cứu khổ cho bản thân và tất cả chúng sanh. Ngài và người hầu qua dòng sông Anoma, rút gươm cắt tóc, cởi trả hết hoàng bào ngà ngọc, mặc áo nhuộm, làm một nhà tu khổ hạnh ở trong rừng. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài đã học được với những vị đại tiên. Nhưng thấy chưa phải là con đường rốt ráo, nên từ giả đi theo con đường của mình. Cuối cùng, dưới cội Bồ Đề, ngài buông tất cả để thiền định. Ngài phát đại nguyện, dù thịt nát xương tan, nếu không chứng được quả vô thượng Bồ Đề thì quyết không rời khỏi chỗ này. Khẳng định như vậy, cuối cùng ngài bừng ngộ, trí tuệ trùm khắp, thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, trở thành bậc toàn giác ở trong thế gian. Cuộc đời của ngài là tấm gương sáng cho toàn thể Phật tử chúng ta. Từ giáo lý của ngài, chúng ta chiêm nghiệm lại mình. Thân này dù có cưng chiều bao nhiêu thì cũng phải bỏ. Cái chúng ta cho là tâm cũng là bóng dáng của tiền trần, chẳng qua chỉ là một mớ vọng tưởng hỗn tạp. Cả thân lẫn tâm chúng ta đều giả tạm, hà huống là gia đình, mọi thứ chung quanh có thật đâu. Còn khỏe mạnh tỉnh táo, thở ra thở vào thì còn nói ta nói người, chứ như thở ra mà không hít vào thì có ai cứu được đâu. Cha mẹ có thương cũng không biết làm sao. Dù thạc sĩ y học, suốt cả đời nghiên cứu thuốc trị bệnh cho mọi người, nhưng rồi cũng có những bệnh không có thuốc trị. Người tu khi đã thấm nhuần đạo lý này rồi thì phát huy đức hạnh của mình, nhờ đó mà hoàn toàn tỉnh táo đối với tất cả những sự kiện chung quanh. Sống và làm tất cả các việc công đức như vậy, với một tâm hồn sáng suốt tỉnh táo, không bị vướng mắc gì hết là tu đạo. Cho nên nói, nếu Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì nhất định chứng được đạo quả Bồ Đề, trọn được đạo hạnh đại thừa, thu nhiếp được tất cả thiện pháp, nghĩa là thuần thuộc thấm nhuần, phát huy được hạnh thiện rồi thì thu nhiếp được tất cả pháp lành. Từ chỗ thấm nhuần đạo lý, tu tập một cách kiên quyết, thể hiện được đại hạnh và công đức sâu dày thì mới thành tựu được đạo quả. Bồ Tát khi thấy chúng sanh khổ não, sinh lòng thương xót, nên phát tâm Bồ Đề tu tập thành tựu đạo quả vô thượng. Cũng có trường hợp Bồ Tát cảm nhận nỗi khổ điều đứng của chúng sanh, nên các ngài nguyện thay họ chịu khổ. Nhờ thế mà thành tựu đạo quả Bồ Đề. Đây gọi là chủng hạnh tâm giác của người con Phật, nghĩa là làm sao chúng ta phát huy được tâm, mở được trí, thực hành tâm trí của mình cho thật xứng hợp với tánh giác thì nhất định sẽ thành Phật. Về nỗi khổ của chúng sanh thì những sự giàu gì xảy đến chúng ta không hề biết, bởi vô minh điên đảo muôn đời ngăn che. Nghiệp nhân chúng ta đã gây từ thuở nào và phải trả vào thời gian nào, không ai biết trước. Nhưng nhờ chỗ không biết này, chúng ta phấn đấu tu tập, tích cực đốt giai đoạn, chuẩn bị tư lương khi phải trả nghiệp. Chính chỗ không biết cũng là cái hay cho việc tu hành. Nếu biết tới 70 tuổi mình mới bị tai ách, mà năm nay mình mới 20 tuổi, thì thấy thời gian còn dài, rồi buông lung thì sẽ chồng chất thêm tội nghiệp. Do không biết cho nên khi nhận được và thấm nhuần đạo lý, chúng ta lo tu, do đó có thể chuyển được nghiệp. Người thối chuyển tâm Bồ Đề là do phát huy không nổi ý chí, không nhận thấu đáo được phương thức tu tập. Do vậy, việc tu học, hành trì công phu, vân vân đều bất ổn.
Đây là thối tâm thường. Có người khi gặp một sự việc bất trắc trên đường tu phải vấp ngã, vì không có ý chí, chưa vững tâm cho nên bỏ cuộc, đi theo con đường khác. Ví dụ như có người phát tâm tu một thời gian rồi gặp trở ngại, bỏ chùa về thế tục. Nếu sống như một Phật tử bình thường lương thiện, tu hành giữ năm giới thì tốt đẹp biết là bao nhiêu. Đằng này bỏ chùa về rồi bất cần, như kẻ bất đắc chí nhậu nhạt tụ tập, bày ra chuyện này chuyện kia, hủy bán tam bảo. Đây là loại người thối tâm rốt ráo, thối mà không bao giờ quay lại được nữa. Một khi gây tạo những nghiệp nhân xấu rồi thì phải trả. Đời này kiếp nọ trả hoài biết chừng nào mới xong. Mình gây nghiệp thì nhiều lắm, mỗi ngày ý nghĩ mông lung, miệng nói xàm đủ thứ, thân thì hành động đủ chuyện hết. Mỗi ngày hành động, mỗi lời nói của mình đều kết thành nghiệp, thành năng lực, mà năng lực đó quyết định cho cuộc đời, cho sinh mệnh của mình trong hiện tại và luôn cả trong những đời kế tiếp. Chúng ta đã gây tạo thế nào thì kết quả cũng theo đó mà thọ nhận. Là người biết tu, sẵn sàng trả tất cả những nợ nần đã dây, nhưng không gây thêm nữa mới là giải thoát. Bồ Tát là người biết mở rộng lòng mình, biết phát huy được tính giác, phát đại nguyện đi vào cuộc đời. Nguyện thay cho tất cả chúng sanh mà chịu khổ, nguyện cho tất cả chúng sanh đều tu theo giác đạo. Đại nguyện đại hạnh của Bồ Tát đi vào cuộc đời là như vậy. Tôi kể lại câu chuyện tiền thân của Phật. Trong một tiền kiếp, Ngài đã gây nghiệp nhân xấu ác nên phải đọa địa ngục quả xa, tức cái xe bằng lửa. Trong đó, Ngài cùng hai người bạn bị cột vào bánh xe bằng lửa, phải kéo đi bằng sức của mình. Từ bánh, thành, câm, trục xe đều bốc lửa. Ngồi trên xe là mấy ông đầu trâu mặt ngựa cũng phun ra lửa. Tội nhân bị cột trong xe rồi thì cháy đỏ nên đi không nổi. Đã vậy, người ngồi trên xe còn dùng đinh ba đâm vô cổ hoặc thọc vào bụng. Hai người bạn của Ngài chịu không nổi nên chết, còn một mình Ngài ráng kéo. Lực của ba người mà bây giờ đổ dồn về một mình Ngài, nhưng Ngài vẫn nguyện, biết đây là hậu quả mà mình phải trả. Hai người bạn chỉ bị ảnh hưởng thôi. Cố gắng hết sức nhưng không chịu nổi, Ngài té nhào. Nhưng đặc biệt khi bị khổ đau nặng nhọc, bị bức xúc gần chết như vậy mà Ngài nói lên lời này với quỷ sứ: "Thưa các ông, bạn tôi yếu đuối không cách gì kéo nổi, xin các ông nới tay một tí." Nghe câu nói đó, quỷ sứ nổi giận đâm Ngài chết. Nhờ chết trong tâm rỗng rang, không thù hận, tâm rộng mở thương người, nên chết rồi Ngài thoát khỏi khổ báo. Sau khi thoát rồi, Ngài có lập nguyện như sau: "Người chịu tội thật đáng thương xót, tôi xin thay họ chịu tất cả những đọa đầy khổ đau của chúng sanh đã tạo tội và mong rằng mọi người tỉnh táo, đừng gây tạo những nghiệp nhân để bị khổ như vậy nữa." Nổ. Do nguyện lực ấy mà Ngài được sanh về cảnh giới lành, nỗ lực công phu tu tập đến đạo quả vô thượng bồ đề. Phật tử chúng ta nên ôn lại nghiệp là gì? Là năng lực, là thói quen từ tham sân si của chính chúng ta. Nghiệp kết bởi ý nghĩ, nói năng, hành động của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ quấy, nói sai, hành động phi pháp thì bị quả xấu, nhất định như vậy. Cho nên người tu Phật là người tỉnh giác, kiểm soát được ba nghiệp của mình và làm chủ được thân, khẩu, ý. Tu tâm là tu như thế. Trở lại vấn đề báo hiếu, chúng ta noi gương tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại hiếu, chúng ta phải biết ơn và đền ơn. Đền ơn bằng cách không gây những nghiệp nhân xấu để mình bị khổ, hướng tiếng mọi người chung quanh.
trong đó có thân nhân của mình được hết khổ. Đây là một pháp tu rất tích cực. Chúng ta ngồi lại kiểm điểm, loại những thói hư tật xấu, làm chủ được tham sân điên đảo của chúng ta, khó vô cùng. Quý vị thử nghiệm, ai đó tới nói với mình gây sự bức xúc, chúng ta hoặc buồn hoặc cũng sân si, ít khi bình tĩnh an ổn được. Chỉ có người phát tâm giác, biết quay về nhận lỗi lầm từ nghiệp của mình, từ tham đắm, sân hận, điên đảo, từ ý nghĩ, nói năng, hành động của mình. Chỉ ai bản lĩnh mới nhận ra chuyển đổi nghiệp cũ, đó là người biết tu chân chính. Trong kinh Lăng Nghiêm, sau khi Phật chỉ cho Ngài A Nan và đại chúng nhận được cái nào là tâm thật của mình, cái nào là bóng dáng các giả cảnh bên ngoài, từ đó Ngài liền tuyên bố: các ngươi thành Phật cũng từ các giác quan của các ngươi. Các ngươi bị đọa trong các đường ác cũng từ các giác quan, tức là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình mà tu thành Phật, và cũng từ đó mà đi trong luân hồi chịu khổ đau. Tóm lại, tu tâm là quan trọng, tu tâm là gốc. Quý vị ngồi kiểm lại, nếu việc gì sai thì cố gắng bỏ. Đừng nói, anh tôi hút thuốc nên tôi hút thuốc, tại ông già tôi nhậu nên tôi nhậu. Không có chuyện đó. Mình phải có một thái độ dứt khoát, sáng suốt, khẳng định việc làm này, hành động này của mình, hậu quả sẽ theo sau. Hậu quả của việc làm luôn như bóng với hình. Người con Phật khi nắm chắc lý nhân quả và áp dụng lý nhân quả để tu thì an ổn, lần lần được giác ngộ giải thoát, không có gì khó cả. Hôm nay nhân ngày lễ Du Lan, lẽ ra nói nhiều về hành hiếu, nhưng tôi muốn nhấn mạnh việc tu. Làm sao chúng ta có thể tu cho đạt được kết quả mỹ mãn thì đạo hiếu đền trả không khó. Chúng ta thấy những người xuất gia bỏ cha mẹ dường như mang tội bất hiếu. Vậy muốn đền bù hay thực hiện hạnh hiếu thì phải làm sao? Phải là người tu có đạo lực, phải giác ngộ mới mong đền bù nổi sự mất mát kia. Do đó, chúng tôi mong mỏi quý Phật tử từng phút giây tỉnh giác, nhận và biết rằng mọi thứ từ tâm của chúng ta, căn cứ nơi tâm mà chúng ta tu, bất cứ hậu quả nào của chúng ta đều do tự mình gây, chứ không do ai khác, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Vậy, người Phật tử phải là người sáng suốt. Sáng suốt như thế nào? Trả nợ và đừng gây thêm nợ. Rõ ràng, chúng ta không dây nợ thì không bị nợ, còn trả thì sẽ hết. Phật tử chúng ta phải biết trả nợ như thế, trả trong tỉnh táo sáng suốt. Chúng ta thực hiện hiếu đạo bằng cách phát tâm Bồ Đề, hướng dẫn những người thân cùng phát tâm Bồ Đề, nỗ lực tu tâm để được giác và giúp cho những người thân cùng được giác ngộ. Kinh nói: nhất nhân thành đạo, cửu quyền thăng. Nghĩa là trong gia đình có một người tu thành đạo thì cửu quyền siêu thăng. Chữ thăng tức là bay lên. Hàng xuất gia chúng ta càng phải ráng tu hơn. Không phải chỉ lo dâng cơm áo cho cha mẹ mới gọi là hiếu, mà phải lo tu hành để độ cửu quyền được siêu thăng. Đó là đại hiếu. Mong rằng tất cả chúng ta nỗ lực tu tập hướng về ngày báo hiếu, nguyện đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc nhiều đời đều được hưởng lợi lạc và đời đời gặp Phật Pháp. Phát tâm tu hành cho đến ngày cùng gặp nhau trong hội Phật.